được nắm ra right. kết thúc thôi cuối cùng thì wow. chế ngự nơi trú ẩn của marina hoàn thành mình làm được rồi hích hích phải rồi sau tất cả thì ta vẫn đáng chết mà chính vào cái năm cuối cùng khi mà ta vẫn còn người một dịch bệnh đã hoành thành tại ngôi nàng ấy không thể một người nào cả trẻ già lẫn thể chống lại nó và nỗi thống khổ khi mất đi đứa con của mình còn đau hơn gấp nhiều lần hơn nỗi đau do bệnh tật mang lại cả ngôi nàng đều chìm trong tang thương đau khổ có rất nhiều người đã chết để đi theo ngứa đứa con của họ hoặc bị chính gia đình mình bỏ rơi làm sao ta có thể không phát điên khi chứng kiến cảnh đó cơ chứ vậy nên ta đã trở thành phù thủy để cứu họ bà ta đang nói cái gì vậy trời kể cả với những người đã bung bỏ toàn bộ hy vọng thì khi họ có thể đổ lỗi cho một thứ gì đó cậu rai cái này có phải hơi loạn rồi không họ vẫn có thể gắng gượng sống tiếp bằng lòng hận thù đấy đúng như ta nghĩ dân làng lúc đó đã vô cùng căm phẫn và họ lại có thể sống tiếp thêm một lần nữa nhưng ta kẻ mà giờ đã trở thành kẻ thù của họ thì lại phải chạy trốn khỏi đó nâu tới mức ta bây giờ thật sự đã chết rồi đã giành được chia đôi mặt đất AF. Ồ, oh, tôi nhận được một kỹ năng mới rồi nè. Phần thưởng 500.000 EF Big, danh hiệu thợ săn phù thủy. Chia đôi mặt đất sao? Tên hay đấy, chia đôi mặt đất hạng ép. Cảm ơn cậu nhé, Rai, right, nhờ cậu mà chúng ta mới thắng được đấy. Chúc mừng cậu, Manho, cậu đã bảo vệ được danh dự của một người chiến binh và thậm chí còn đánh bại được mụ phù thủy đó nữa. Cậu đỉnh thật đấy. Mấy anh cũng làm tốt mà, mặc dù lúc đầu có hơi phiền một chút. Hử? Ừ? Phiền phức á? Ai cơ? Cái máy này, chả hiểu gì cả, dù sao thì giờ ra khỏi đây thôi. Tôi chán ngán mấy cái chỗ này rồi. Manho, cậu đúng là một chiến binh giỏi nhớ. Tôi biết ngay mà, kỹ năng của cậu hơi bị được đấy, nạ quá. Từ đầu tới giờ, mỗi lần xong một cửa nào đấy thì nó sẽ biến mất hoặc chuyển sang khung cảnh khác cơ mà. Marina đang ngồi khóc ở đằng kia và cái xác thì vẫn ở đó. Cứ để vậy mà đi thì có được không? Ryu. Đâu phải một cái game dễ mọi dàng mọi chuyện như vậy đâu. Enise. Hử? Hmm? Cái gì? Enise à? Enise là cái gì? Trông có vẻ nào có liên quan tới Marina... Enise nghe như tên người ấy chắc chắn là phải có cái gì nữa núc anh có biết ai tên Enise không cái tên Enise hiện ở đây này Enise nhiệm vụ ẩn nỗi căm phấn của Marina điều kiện xoa dịu tâm hồn của Marina phần thưởng chưa biết thất bại trừ năm mọi chỉ số cố hữu cậu rai cậu đang làm gì thế Enise uhm. món mà Enise thích ăn Lần cuối cùng mình được ở cạnh Enise, con gái mình đã mất trong dịch bệnh đó. Mình cũng muốn đổ lỗi cho người khác. Nhưng là ai đây chứ? Tất cả chỉ là do vận mệnh xui dối. Phải rồi, có là kẻ thù của mọi người thì cũng không sao. Mình không quan tâm. Có thể gặp lại Enise một lần nữa thì dù có phải trở thành phù thủy thật sự mình cũng chấp nhận. Marina trở thành phù thủy cũng vì nỗi đau mất đi đứa con gái của mình một mụ phù thủy tự đổ lỗi cho bản thân ngày đêm thương nhớ con gái đến cuối cùng cũng không thể ra đi trong thanh thản bởi nỗi căm phẫn trong lòng xoa dịu nỗi lòng của Marina để cô ấy không phải trở thành phù thủy thật sự giới hạn thời gian 60 phút cái cái gì chứ có giới hạn thời gian à bà cứ buồn bã mới phải sống tiếp thế đấy thôi nào chết đi này chúng ta phải dịu xoa bà ấy cơ mà Chia đôi mặt đất Mẹ kiếp Bà ta lại tới cảnh giới không thể đánh bại nữa sao Chẳng phải nhiệm vụ xong rồi à Bà còn muốn kém mẹ gì chứ Vậy ra man hô không nhìn ra được nhiệm vụ Chắc là tại vì đó là một nhiệm vụ ẩn cho mỗi mình mà thôi Nhưng mà cái nhiệm vụ kiểu gì mà không thèm hỏi người chơi đồng ý nhận nhiệm vụ hay không vậy chứ Lại còn bị trừ 5 điểm chỉ số nếu mà thất bại nữa Mình đã làm sai gì à làm thế nào mới hoàn thành được nhiệm vụ đó cơ chứ? Cái quái gì thế này? Bạn đã được một vật phẩm nhiệm vụ. Nào cà chua. Ngay bên cạnh là húng quế à? Con đã ăn rất ngon miệng. Hử? Sao bà ta cứ liên tục thay đổi hình dạng vậy? Bà ta là robot hay gì vậy trời? Này Manho, tôi rất vui vì được chiến đấu cùng với cậu. Này, đừng có nói như kiểu anh sắp chết đến nơi vậy chứ. Rai cậu có thuốc tăng sức mạnh không? Cá, xin, chào, cậu đang làm cái gì vậy? Phải trần qua quả chua trước mới được. Cỡ này thì chắc tầm 50 giây nhỉ, để nâu quá thì sẽ bị nhão hết. Một con gà sừng đôi, tỏi, gừng, tiêu đen, để làm nước canh. Đợi cà chua nguội mình sẽ bóc vỏ ra. Hoàn hảo, kết cấu đúng chuẩn, mình muốn cấn thử một miếng nhưng mà tại vì tính thời gian nên là phải kiềm chế một chút mới được này cậu rai cậu định ngồi ai đấy nấu ăn thôi à tôi khá chắc là cậu nên đứng lên đánh đấm một chút đấy ồ Manho, anh không nhận ra sao rai cái người này là cậu ta lại thấy cái gì đó nữa sao